Và một thế giới với dịch bệnh cũng là một thế giới mà chắc chắn chúng ta cần phải bật sẵn cái chế độ phòng vệ và khi chúng ta tiếp cận với tất cả các thông tin về những dịch bệnh đang có hoành hành trên địa cầu này. Và ở tại khu vực Nam Mỹ thì Tổ chức Y tế Thế giới về WHO đang giám sát 10 ca mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở tại Argentina trong đợt bùng phát bệnh cho đến nay đã khiến cho 3 người tử vong. Và hiện tại thì WHO và Tổ chức Y tế Liên Mỹ cũng đang giám sát đợt bùng phát các ca bệnh nói trên tại quốc gia này, đồng thời hỗ trợ các quan chức y tế địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra bệnh. Tổ chức Y tế Liên Mỹ PAHO cho biết các ca bệnh nói trên có liên quan tới một phòng khám tư nhân ở thành phố San Miguel de Tucumán, phía tây bắc Argentina. Theo báo cáo ban đầu hôm 30 tháng 8, có một bệnh nhân đang được điều trị ở khoa hồi sức tích cực của phòng khám nói trên, cùng với 5 nhân viên y tế xuất hiện các biểu hiện bệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22 tháng 8. Đến ngày 1 tháng 9, giới chức y tế địa phương thông báo có thêm 3 ca bệnh viêm phổi mới và nâng tổng số bệnh nhân mắc căn bệnh này lên 9 người, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong. Các ca bệnh tử vong đều là những người có bệnh lý nền. Ngày 2 tháng 9, giới chức Argentina tiếp tục công bố thêm một ca bệnh mới. Hầu hết các ca bệnh đều có triệu chứng sốt, đau cơ, đau bụng và khó thở. Paho nêu rõ các xét nghiệm tìm virus đường hô hấp đã biết và các chủng virus khác cũng như các tác nhân vi khuẩn và nấm đều cho kết quả âm tính. Hiện các mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới Trung tâm Quản lý các phòng thí nghiệm và Viện nghiên cứu y tế quốc gia của Argentina để tiến hành thêm các xét nghiệm, trong đó có mẫu phân tích độc tố.